Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tính đến ngày 9 tháng 6, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021 và đến nay chỉ sau một tuần tín dụng đã tăng khoảng 8,2%, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. Theo đó, hiện tổng dư nợ nền kinh tế hơn 12 triệu tỷ đồng, với mức tăng trưởng tín dụng định hướng khoảng 14% trong năm 2022, sẽ cung ứng thêm 1,4 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế. Trong khi đó, hiện tăng trưởng tín dụng mới đạt 8,2%, nên còn dư địa để cung ứng vốn cho doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Bộ Y tế vừa gửi yêu cầu các đơn vị và địa phương triển khai ngay tiêm mũi 3 vaccine cho trẻ em 12 đến 17 tuổi. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 3 cho trẻ 12 đến 17 tuổi. Sở Y tế đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 3 cho trẻ 12 đến 17 tuổi gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur. Theo đánh giá của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. 10 giờ sáng ngày 19 tháng 6, thí sinh ở Hà Nội đã hoàn tất làm bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Nhiều thí sinh tại điểm thi trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Hà Đông cho biết, đề thi tập trung phần kiến thức cơ bản, học sinh trung bình có thể đạt 6 đến 7 điểm, học sinh khá có thể đạt 8 đến 9 điểm. Đề thi mang tính phân hóa khá tốt khi có 2 câu khó, mỗi câu 0,5 điểm. Chỉ những học sinh thực sự học tốt môn toán mới giải được 2 câu này để đạt điểm 9,5 đến 10. Ngày 19 tháng 6, công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyến đi về nguồn tại Trường Sác, huyện Cần Giờ dành cho đoàn viên và công nhân lao động tiêu biểu. Cùng ngày, công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện kết luận 01/KL/TW về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW, tuyên dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022. Tại đây, ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương 67 tập thể và 121 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh khi trở thành những gương điển hình tiêu biểu có cách làm hay sáng tạo trong học tập Bác. Ngày 19 tháng 6, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ đã phong tỏa nghiêm ngặt và tiến hành khám xét cây xăng Gia Khiêm ở khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ để tiếp tục điều tra về hành vi làm giả xăng dầu. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ Võ Hoài Phương, sinh năm 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Gia Khiêm tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nghi phạm để điều tra về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng mua hóa chất với số lượng lớn và pha trộn với dung môi để hô biến thành xăng bán cho người tiêu dùng. Đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng lớn, ước tính lên đến hàng triệu lít. Trưa 19 tháng 6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin lực lượng nghiệp vụ của đơn vị này đã liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ buôn bán trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu Triền Khương phối hợp với công an xã Triền Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bắt quả tang Cà Văn Khục, sinh năm 1997, trú tại bản Tên Thạnh, xã Triền Khương, huyện Sông Mã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ một gói chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, trọng lượng 0,13 gram. Sau đó khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 6 tại khu vực mốc 208-209, phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Thảo Bung Phúc, trú tại bản Hát Cũ, cụm Bản Đáng, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 90 túi chứa viên nén, khoảng 180.000 viên nghi là ma túy tổng hợp, 4 ánh chứa chất bột màu trắng nghi là heroin,